Đi tìm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Việt Nam phần 1. Nghe nói Liên đoàn bóng đá Việt Nam mong muốn tìm huấn luyện viên người Nhật thì hãy sang xứ sở mặt trời mọc tìm thôi nào. 1. Hiroshi Nanami, trợ lý của huấn luyện viên Hajime Moriyasu tại đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Ông này chính là học trò của huấn luyện viên Philip Thuse tại Asian Cup năm 2000 và cũng giành giải MVP của giải đấu đó. 51 tuổi, ưa thích sơ đồ ba trung vệ và đã có gần 300 trận đấu tại J-League. 2. Naoki Soma, 52 tuổi, đang thất nghiệp. Khi nhìn vào danh sách các huấn luyện viên của câu lạc bộ Kashima Antlers thì một người đang làm cho Hà Nội FC, một người là huấn luyện viên của Thái Lan, còn một người đang là huấn luyện viên của UEBA Nhật Bản. Vậy tại sao chúng ta không xét đến trường hợp của Naomi Soma, người có kinh nghiệm cầm quân tại J-League và có hướng đi rất giống so với Ishii Masatada. Còn nếu thích già dặn hơn một chút thì chúng ta có ông Takashi Sekizuka, 63 tuổi. Trong lịch sử, huấn luyện viên này đã từng cầm UEBA và Olympic Nhật Bản vào năm 2018 đến 2020. Thì ông được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản và đã có gần 300 trận cầm quân tại Kawasaki Frontale và Jubilo Iwata.